có ăn hay không ăn thì nó cũng chết rồi, mình không ăn thì người khác ăn, hay nó cũng thối và bỏ. Xin thưa, khi mà có một cái chúng sanh nào đó vì mình mà chết, hoặc là mình nghe mình thấy nó chết mà mình ăn, thì có nghĩa là mình cộng nghiệp với cái đối tượng trực tiếp giết cái chúng sanh đó. Đời sau kiếp khác á, đời sau kiếp khác mình sẽ làm thân bằng quyến thuộc để chịu cái nỗi đau mất mát người thân. Ví dụ như mẹ mất con mất cha mẹ, mất trong một cái tai nạn thảm khốc như vừa rồi có cái lũ mà nó quét tới đó. Quý vị thấy là hai người vợ mà có mang thai là bị trôi sông, người chồng khóc chết lên chết xuống, thì chính vì cái sự cộng nghiệp đó, đúng không? Chính vì sự cộng nghiệp đó, cái đối tượng mà trực tiếp sát sanh thì họ phải chịu cái quả báo, nhưng mà cái người mà họ thọ nhận cái phần thực phẩm đó mà biết rằng người ta giết cho mình vì mình rồi, mình thấy mình nghe, có nghĩa là đó không phải là tam tình nhục, thì đời sau kiếp khác mình sẽ phải chịu cái nỗi đau mất mát như vậy. Ừ. Còn nếu như mà nó là tam tình nhục, có nghĩa là mình không phải, thì nó thuộc về cái nghiệp không liên quan, có nghĩa là không dính dáng gì tới mình. Phải cẩn thận cái chuyện đó. Chứ lấy ví dụ như cha mẹ thấy con nó về, con nó về thì làm gà cho, giết gà cho con nó ăn. Đứa con nó biết mà nó vẫn ăn, thì đời sau sanh ra cha mẹ sẽ bị một cái tai nạn thảm khốc nào đó mà chết, và cái đứa con nó sẽ phải chịu cái nỗi đau mất con, chịu nỗi đau mất cha mất mẹ, chịu nỗi đau mất người thân, mà đó là một cái nỗi đau rất là kinh khủng. Do cái nghiệp cho nên là họ sẽ là cái người thân rất là thân với nhau. Rồi nếu mà nếu như đứa con nó không ăn mà ông hàng xóm ông đi qua, bà mẹ mới nói là thôi bây giờ nó không ăn thì thôi anh hàng xóm anh ăn ăn đi chứ để bỏ phí, thì anh hàng xóm anh ăn không sao hết. Cẩn thận.